Hello, chào các em nha và Nhựt Audio. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản. Dòng này dòng mà phải nói là cực kỳ hot từ xưa này, nhưng mà mình bán phải nói là rất là chạy, và mãi tận hôm nay thì sau khi nó đã hết hàng một khoảng thời gian rất là lâu, mình mới tiếp tục về thêm được con này. Con này mua ở phân khúc giá rẻ nha anh em. RAMSA WP 9110. Con này có công suất mức cấu hình rất là khủng, đến tận 630W, và đặc biệt nó chạy chúng ta tổng cộng là 10 con sò than anh em. Đây mình đang cùng xem qua về hình thức và về thiết kế của phẩm này. Đây là hàng mà mình dùng vừa về thôi, nhưng mà kích thước cũng còn rất là mới đẹp anh em, tầm khoảng là 90%. Mặt trước dòng sản phẩm này nó sẽ bao gồm chúng ta là một nút nguồn và hai cái volume để điều chỉnh là hai channel nha anh em. Đây bạn đang cùng xem qua về sau của dòng sản phẩm này. Đây, sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta hệ thống là 4 cặp loa nha anh em, và con này em thấy là có rất là nhiều cổng mà anh em để tính điệp nghe nhạc. Anh em phải mà chơi qua các 6 ly ra bung sen, anh em mua mình tập luôn cho anh em hai các chuyển từ 6 ly ra bung sen này nha anh em. Mọi anh em chơi qua chắc Canon, đồ đực và đồ cái thì con này đều trang bị sẵn nha anh em. Còn bên đây là các mốt đang chơi dòng sản phẩm này, chơi stereo, anh em chơi mono, anh em chơi BTL là được cho anh em. Ví dụ như anh em mà chỉ muốn chơi cho nó cho một loa sub thôi, anh em chỉ là mono rồi nó sẽ đánh mạnh hơn rất là nhiều. Ở đây là tem dòng sản phẩm này. Đây, tem model WP9110, điện là 100V, công suất của nó là 630W anh em. Và nó là rất là khủng, nhưng mà đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em chơi những cặp loa mà full 3 tấc, thậm chí là loa 4 tấc này đánh rất là ok cho anh em. Đây dây điện nói cho anh em, một dây điện của nó là rất là to, nhưng mà đối với những dòng sản phẩm âm ly bao đến từ những thương hiệu của Nhật Bản thì gia công tất cả các linh kiện của nó phải nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà còn về nội thất ở bên trong của RAMSA 9110 thì vẫn còn rất là mới anh em. Hàng thì mình bán bao xin anh em cứ yên tâm. Con này sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn và chạy chúng ta tổng cộng là 10 con sò than anh em. Về cấu hình và đánh giá rất là cao, ở trong cái tầm giá phân khúc giá rẻ của em này chỉ với 3.600.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ bằng cái bài test chất âm của cục đẩy này, mời anh em. Đường phía sau trời lấp lánh, đến nay anh đưa em về, mặt em sao chiếu lòng lành. Đến nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đến nay khi em đi rồi, tôi về đêm út lẻ loi. Người yêu ơi, trong tình buồn, người yêu ơi, trong tình buồn, chọn tình yêu ta đã trao nhau. Lại cho tôi tuyệt nhân yêu trong muôn màng đừng không ly ta. Đêm mai anh đưa em về mình em trên hè phố vắng. Đêm mai anh đưa em về mắt em lệ ướt lòng lành. Đêm mai không ai đưa về người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đang đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. chất âm của cục đẩy RAMSA 9110 nghe phải rất là hay, nhưng mà dòng này thì nổi tiếng từ xưa đến nay rồi, nhưng mà bà con này anh em mà muốn karaoke anh em có thể mà ghép thêm một cái vang vào hát rất bét về nhà anh em. Tức là trong những lựa chọn hàng đầu cho anh em nào mà thích chơi karaoke gia đình thì phải nói là hết sảy mà. Rồi em thấy sao là tổng quan về sản phẩm này để là một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhựt Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/Nhựt Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.